Can you set me free? Các bạn hãy bấm like đi mà. Đó chính là giai điệu của bài hát trong bộ phim Murder Drone, Robot Sát Thủ nha các bạn nha. Ngày hôm nay thì cuối cùng mình đã có thể nghiên cứu thành công những cái con trong bộ phim đó vô trong Minecraft. Thật kì, mình có nghiên cứu lắm. Mình nhờ một người bạn ở bên nước ngoài, mình nhờ bạn của mình nghiên cứu giùm cho mình nha các bạn nha. Bây giờ các bạn nếu mà thương mình thì nhớ để lại cho video này một nút like như lúc đầu mình đã hát trong video nha các bạn. Còn những bạn đang tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ triệu hồi cho các bạn xem những nhân vật chính trong bộ phim Murder Drone Robot Sát Thủ gồm có những ai. Thì bây giờ chúng ta mở cái rương ra coi nào các bạn ơi. Trong đây nè, tên tên đầu tiên là Uzi, thứ hai là N nè, thứ ba là V và thứ tư là J và cuối cùng là con Sentinel. Đây là những cái con nhân vật dường như khá là xuất hiện nhiều ở trong phim Murder Drone. Hôm nay mình sẽ triệu hồi những con này nha. Những con khác ví dụ như chị Tessa rồi đồ các kiểu, ba của Uzi đồ á, thì nếu như các bạn muốn thì mình sẽ làm phần 2 nha các bạn. Chỉ là bạn mình nó chưa nghiên cứu xong mà thông cảm nha bạn nha. Ok, rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng vào video nào các bạn à. Nhớ bấm like nha, đừng có trong chùa tôi lại ơi. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái nhân vật chính nhất ở trong bộ phim Murder Drone chính là ai. Đây nè các bạn ơi, đó, đây là nhân vật chính nhất trong bộ phim Murder Drone. Bạn này là một bạn robot tên là Uzi nha các bạn. Wait, what? Tên giống như là khẩu súng ở trong Free Fire gì đó các bạn à. Quấy chưng. Và bạn này có một cái tóc màu tím và đôi mắt cũng màu tím rất. Ui, nó mới chớp mắt luôn các bạn. Ui vô, hay thật sự luôn. Dễ thương chưa nè các bạn ơi. Đó là chớp mắt kìa, thấy không? Ui, chất lượng này cái chứ. Nhưng mà đây chỉ là phiên bản hiền thôi. Bây giờ mình sẽ triệu hồi cho các bạn thấy phiên bản Uzi nhưng mà hung dữ hơn gấp trăm lần. Đây nè, cùng nhau xem nha các bạn nha. Nhìn kỹ nha, đang hiền hiền đúng không? Còn hiền nữa không các bạn? Oh my god! Chung là khuôn mặt thì vẫn như vậy nhưng mà đã có thêm đuôi cánh dơi khổng lồ nha các bạn nha. Và trên bàn tay của bạn ấy đang có sức mạnh gì đây biết không? Đây là sức mạnh Absolute Solver. Thì nói chung là bạn nào xem phim thì mới biết mình nói gì thôi. Còn không xem phim thì nói chung là chỉ cần hiểu là sức mạnh ác quỷ là được nha các bạn. Và bây giờ bạn ấy có thêm một cái đuôi này các bạn. Đó, đuôi với cánh rồi các kiểu nha các bạn nha. Và đây là sức mạnh Absolute Solver của bạn ấy nè. Thì đây là nhân vật chính nên là hào quang nhân vật chính mạnh lắm các bạn yên tâm. Rồi ok, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đến vật thứ hai là nhân vật chữ N, là gọi là N đó các bạn. Đây, đây chính là nhân vật Murder Drone. Ui, trời, ghê chưa? Ghê chưa? Và đố các bạn nhân vật này là con trai hay con gái? Khả năng cao là 99 bạn đang xem video này á, 99% á, các bạn sẽ kêu đây là con gái. Tại vì tóc nhìn nó cũng hơi bị lưa thưa. Không có đâu, đây là con trai đó mấy cha, con trai đó. Nhìn mặt cái này cũng giống mặt váy quá ha các bạn ha, nhưng mà đây là con trai và cái bạn này rất là thân thiện luôn. À, đây là N nha các bạn nha. Đó, nhìn dễ thương rồi các bạn. Đằng sau cái đuôi có cái đầu tim nè. Cái đầu tim này mà chích vô người một cái thôi là lủng nguyên một lỗ bự vậy nè. Hả? Và bạn này cũng có một khả năng rất là hay, ví dụ như đã bị chặt mấy cái tay đúng không? Ngậm cái tay vô miệng hồi cái tay nó sẽ mọc lại như bình thường. What? Cái phim này nó vậy đó các bạn. Mình có coi cái phim này reaction hết từ đầu đến cuối rồi, các bạn hãy qua kênh J-Ray Reaction để coi hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ đến nhân vật thứ ba là nhân vật Vi. Ôi, nhân vật này mình rất là thích luôn. À, đây là Vi nha các bạn. À, nhân vật Vi thì là con gái nha các bạn và để tóc ngắn, nhìn rất là cute hột me. It was perfect. Y chang như nhân vật hồi nãy thôi, giống như N thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với nhân vật J, là giống tên của mình nhưng mà mình lại không thích nhân vật này tại vì nó đi theo phe phản diện các bạn. Đây nè, tóc hai chùm đồ các kiểu, dáng đi người mẫu ơi, dở giờ cắt quớt người mẫu các bạn, ghê. Dáng đi người mẫu, khuôn mặt thanh cao, chớp mắt đồ. Nó nhìn mà nó còn lắc lắc cái đầu vậy nè các bạn, dễ thương thật sự. Nhưng mà lên đường DJ. Và cuối cùng là con khủng long Sentinel. Đây là con khủng long robot các bạn mà nó rất là hung dữ nha các bạn.
đây nha. Nó mà thấy ai láo láo là nó cắn liền á các bạn. Này nó dữ lắm. Không biết nó có cắn ông dân làng không ta. Để mình xem thử nha các bạn nha. Có vẻ nó không cắn ông dân làng rồi. Để What the hell? Mình coi nó có cắn mình không nha các bạn. Oh my god bro. No. Oh. Oh, oh nó cắn mình. Oh no 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 no. Hoi. Dân làng thì nó không cắn mà nó đi cắn mình kìa, quá chưởng. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ cho những nhân vật ngày hôm nay đối đầu với lại con Slam. Và cũng như là cho các nhân vật ngày hôm nay đối đầu với nhau để xem coi nhân vật nào là nhân vật mạnh nhất nha các bạn nha. Ok nhớ coi đến cuối video. Bây giờ trong video này của mình còn có chương trình câu hỏi hắc não nữa nha các bạn. Đầu tiên á thì mình sẽ triệu hồi Uzi ra, cho Uzi quýnh lộ mấy con Slam. Để coi Uzi đánh sao đây. Uzi mới vô là Uzi quýnh bằng chân các bạn. Cristiano Ronaldo hay gì. Trời. Nó đá con Slam đỉnh thật sự. Ok rồi, nói chung là Slam phải đối thủ của con Uzi này rồi. Bây giờ mình sẽ triệu hồi cái con này coi. Này, ok Uzi ơi, Uzi lần này chịu nổi không đây. Uzi nó nhắm lại có một con mắt, lúc mà nó nhắm lại là nó có cái hiệu ứng Absolute Sover á các bạn. Với kỹ năng, sức mạnh của Ronaldo nè. Nói mày dẫn Ronaldo hả? Mày dẫn Ronaldo hả? Uzi là fan Ronaldo hay gì vậy ta? Ok các bạn yên tâm đi, Uzi có tới mấy mạng lận hào qua nhân vật chính không có chết được đâu. Chỉ có coi là mình sẽ biến Uzi thành kẻ phản diện thôi. Đây nè, từ để xíu. Đó, thành kẻ phản diện rồi nè, mạnh chưa? Bây giờ là vừa đánh vừa bay, vừa sử dụng Absolute để tấn công mấy con này luôn. Nhưng mà cái con này ở trong phim nó cũng khá là mạnh. Cái con khủng long này nè, cái con Sentinel này trong phim nó cũng tương đối khá mạnh đó các bạn. Cho nên là Uzi quýnh thấy hơi mệt đó bạn ơi. Wait what? Cái con này nó có bao nhiêu máu mà quýnh hoài nó chưa chết luôn vậy? Ảo Magrada thì cái chứ. Trời ơi, thôi coi như là cho tạm thời cho quề nha các bạn nha, chứ quýnh lâu quá à. Rồi bây giờ mình tạm thời mình cho quề đó. Bây giờ tiếp tục nha các bạn. Tiếp theo là thằng N. N nó có đôi cánh đẹp ha. Cho nó quýnh lộn mấy con Slam coi. Trời, con Slam này nhỏ quá, con Slam là bự hơn đi. Nè trời, một hit. Ui cái lúc mà nó quýnh á là nó sẽ có cái hình chữ X ở trên khuôn mặt đó nha các bạn. Lúc mà nó vô chế độ sát thủ á. Rồi tiếp theo là cho Vi nè. Vi đó, Vi là dữ lắm nha các bạn. Vi là có móng vuốt ghê lắm ha. Nè, thấy không, thấy không? Okay. Móng vuốt như ma nữ gì đó các bạn. Lúc thì dùng móng vuốt để quýnh, lúc thì dùng cái đuôi để chích vô. Trời ơi, như là bọ cạp vậy đó. Ôi ơi, chắc mấy đứa này là cung bọ cạp. Bây giờ là con Jay nha. Con Jay nó quýnh còn ác nữa. Ôi vô bạn, con Jay vô. Trời ơi, nó quýnh còn ác nữa các bạn ơi. Con này nó ác lắm. Trời ơi, con này nó láo lắm. Nó còn kêu chỗ này nhiều máu này. Là cái con dây này nè các bạn ơi. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tạm thời bỏ cái con Sentinel đi. Cái con này nó quýnh khá lâu các bạn, bỏ này đi. Bây giờ thì mình sẽ cho các nhân vật này solo với nhau để xem coi ai là người mạnh nhất nha. Oh my god. Nhưng mà trước khi đến với chương trình đó thì chúng ta đến với chương trình câu hỏi hắc não để cho video của mình bớt phần căng thẳng nha các bạn. Đây nè, con não của mình trong ngày hôm nay tôi nói nó khá là khó, các bạn tập trung dưới cho mình nha. Yo, câu hỏi hắc não của mình trong ngày hôm nay đó chính là phim Murder John được làm tại công ty nào? Câu A, Disney. Câu B, Cartoon Network. Câu C, Glit Production. Và câu D, HTV3. Các bạn hãy trả lời câu hỏi bằng cách bình luận ở dưới cái video này nha. Các bạn hãy bình luận là A, B, C hoặc là D nha các bạn. Đó. Nhưng mà nhớ là chỉ được bình luận một chữ thôi nha. Đọc lại cho các bạn nghe một lần nữa nè. Phim Murder John được làm tại công ty nào? Được sản xuất tại công ty nào? Câu A, Disney. Câu B, Cartoon Network. Câu C, Glit Production. Và câu D là HTV3. Ai biết đâu. Rồi game bây giờ bình luận A, B, C, D đủ các kiểu ở dưới nha các bạn nha. Câu trả lời sẽ có ở cuối video này. Các bạn cứ yên tâm, nhưng mà đừng có để tới cuối video bình luận nha mấy cha. Mấy cha này toàn đợi tôi cuối video tôi đọc ra kết quả rồi bình luận vô để tôi thả tim không quải chữ này kia chứ. Tự bình luận nghe. Rồi game bây giờ mình tiếp tục nào các bạn ơi. Let's go. Bây giờ mình sẽ cho Uzi quýnh lộn với lại N. Hai đứa này trong phim yêu nhau nè. Ê mình có spoil quá không ta?
Thôi kệ, các bạn cứ coi trên kênh Jerry Reaction để hiểu thôi em nha. Rồi bây giờ trai này quýnh nhau qua ai thắng nha các bạn. Uzi và em đang đánh nhau nè các bạn ơi. Đánh nhau kiểu gì vậy trời? Đúng là Minecraft. Để mở bài nhạc đánh nhau cho hay coi. Tạm biệt Skippy đi nha. Tạm biệt toilet xin xin. My em yes yes. Nhớ lắm. Quên sao được Skippy đi toilet. Nhớ lắm. Quên sao được. Đốp 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 yes yes. Hài được chứ. Trời ơi, hai này nó quýnh nhau tới ngày mai luôn á các bạn. Đúng là hai nhân vật chính quýnh nhau và cái kết các bạn à, hào qua nhân vật chính. Cái con Uzi nó còn chưa chuyển qua hình dạng thứ hai nữa các bạn, gọi cho quệ luôn đó. Quái trưởng thiệt á. Rồi bây giờ mình sẽ cho con Vi quýnh lộn với lại Uzi. Mà bây giờ mình cho Uzi chuyển qua chế độ thứ hai luôn nè, đó. Yo, let's go. Quýnh lộn giành em. Quýnh lộn ai, ai em sẽ thuộc về ai các bạn ơi. Hai người con gái quýnh nhau giành thằng em các bạn. Để mình cho thằng em đứng ngoài coi luôn. Rồi. Em ơi vô giải cứu em ơi. Em kêu ủa cái gì vậy, tôi đâu có biết gì đâu. Ê, em nó đang nhìn vô thiệt nè các bạn ơi. Nhưng mà nó kêu ủa tôi cái gì tôi không biết. Nó quay ra đằng sau luôn rồi các bạn. Nó coi như tôi không biết gì hết trơn. Tại vì tham gia vô trận đấu này là mệt lắm nha. Con Uzi cũng mạnh mà con Vi nó cũng mạnh luôn. Tham gia vô trận đấu này là chỉ có banh tem thôi các bạn à. Thôi 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 thôi, thôi. Hai bà này mạnh quá, đều quýnh nhau hoài không chết nữa. Ok ok, bây giờ tiếp tục nha các bạn. Bây giờ sẽ là Jay quýnh lộn với lại Uzi. Ok, cho Uzi qua chế độ thứ hai coi. Mình nghĩ là tụi này cái đứa nào nó cũng sẽ quýnh lộn với nhau lâu mà thôi các bạn. Ủa gì vậy? Ủa sao quýnh quýnh absolute server chi vậy Jay? Nhỏ này đúng là Bình Dương này cái chứ, chắc mình chọn lộn hay gì các bạn à. Để làm lại. Trời ơi, tưởng hết lộn, tưởng ra nó quýnh con absolute chi không biết. Rồi vô nè. Ê, gắt chưa, gắt chưa, gắt chưa, gắt gơ, gắt chưa. Ê, để mình cho mấy đứa này nó lại nó hội đồng con Vi được, con Uzi được không ta? Ê, được nha các bạn ơi, mình sẽ cho ba con Murderon lại quýnh con Uzi luôn. Ok, cho thằng En lại quýnh bộ nó luôn. Nè, đó. En, Vi và Jay cùng nhau đang quýnh Uzi nha các bạn. Rồi Uzi kiếp này khóc rồi các bạn ơi. Bị ba con đó hội đồng các bạn à. Chết luôn. Người Tây bắt tôi anh ba. Ta đã được rồi. Rồi rồi, để bây giờ mở nhạc review chi tiết cho anh em nghe luôn. There's no turning back. Even while we sleep. Thôi bài này dở bạn ơi, nghe gì. Bài này không có phù hợp trong video này. Chỉ phù hợp trong video CBD thôi. Rồi đây nè các bạn thấy không. Từ nãy giờ review chi tiết cho các bạn xem mà con Uzi nó một mình nó vẫn chấp được các bạn. Wait a minute. Ba con Murderon thi nhau quýnh con Uzi mà nó không hề chết các bạn à. Chứng tỏ một chuyện là hào quay nhân vật chính không bao giờ chết. Cũng đúng, thằng bạn ngoài nó làm cũng hay. Sức mạnh hào quay nhân vật chính mà giỡn hoài. Để bây giờ mình triệu hồi con Ravager ra coi sao nha. Đây Ravager đây các bạn. Này. Thôi tụi bay từ từ dừng lại. Bây giờ mình sẽ cho bốn con này luôn đi quýnh với lại con Ravager để xem chuyện gì xảy ra ha các bạn. Ô tụi nó tự vô quýnh luôn bạn ơi. Yo, let's go. Tình nghĩa em có chắc mình lâu quá dữ. Oh my god, Ravager. Thôi Ravager bị hội đồng chết đúng lẽ luôn. Ơ vậy là chứng tỏ là mấy đứa này nó mạnh thiệt á, do là tụi nó nhiều máu thôi. Ồ tụi nó tản ra bốn đứa bốn nơi rồi nè, cho con Ravager giữa là tụi nó bù lại liền gì. Rồi bốn con là phải cho bốn con Ravager luôn. Let's go. Ủa cái này năm con luôn các bạn ơi, mình lỡ chiều hồi năm con rồi mà hỏi tim mạnh mà sợ gì trời. Một mình con Uzi chấp hết luôn á. Trời đất ơi, một mình chị chấp hết, hào quá nhân vật chính. Yeah baby. Ủa bị thiếu mất nữa rồi đúng không vậy?
Ủa mày thiếu mất nữa đúng không vậy? Ủa không, không thiếu các bạn ơi, tụi nó đứng sát với nhau mình không có thấy. Trời ơi, con Razor nãy trâu chưa nè. Đó. Ba con Murderer này lúc nào cũng bảo vệ Uchi á các bạn. Trời, mà công nhận á là cái con Uchi nhìn nó lùng quá à. Ba con Murderer này á con nào nhìn cũng cao như người mẫu vậy đó các bạn. Mình còn lùng hơn tụi nó nè các bạn ơi. Nếu như mà so chiều cao á thì mình hiện tại cao 1m7, mà mấy cái con này chắc là nó phải cao 1m75 luôn quá các bạn. Quậy chuyện, nhất là thằng Nghen nè, Nghen này chắc nó cao 1m8 luôn nè các bạn. Oh no, đúng là người mẫu các bạn à. Ngay bây giờ các bạn bình luận cho biết là các bạn cao 1m bao nhiêu ở ngoài đời nha các bạn nha. Mình nghĩ là video này của mình tư nó cũng khá là ổn rồi đó các bạn à. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video này nha. Nếu các bạn muốn mình làm tiếp về Murder Drone ở trong Minecraft thì các bạn nhớ để lại cho video một nút like nhé. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Mình sẽ trả lời cho các bạn nghe hoạt não của mình trong ngày hôm nay. Phim Murder Drone được làm tại công ty nào? Thì đó chính là câu C nha các bạn. Glitch Production nha các bạn nha. Câu C nha. Đứa nào chọn ngôi D thấy mặt cười mà còn chọn đó là hết cú nha các bạn. Rồi bạn nào chọn ngôi C thì mình sẽ thả tim cho bạn đó nha. Còn bây giờ thì bấm nút like để ủng hộ cho mình nha. Còn mình bye bye. Yeah.